giải Independent nha, lần thứ hai, năm thứ hai. Đây là sân Russell Creek Park. Tám giờ bắt đầu. Này là anh tổ chức nè. Anh tới cho gia lời tôi. Yeah. Oh, thank you. Thank very you good. For coming everybody. Yeah, very good, very good. Với niềm đam mê quả bóng tròn và mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh có ý nghĩa trong ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ năm nay, Việt Nam Dallas FC quyết định tổ chức giải túc cầu Dallas Independent Cup năm 2023. Đây là lần thứ hai mà Việt Nam Dallas FC đã tổ chức giải túc cầu ở tại thành phố Plano. Và năm nay là vào 2 ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2023. So we are here today at the Dallas Asian Independence Cup Soccer Tournament of 2023 at Russell Creek Park in Plano, Texas, with a passion for soccer and a wish to create a meaningful event during the U.S. Independence Holiday this year. The Vietnam Dallas FC, or football club, decided to hold a soccer tournament named Dallas Independence Cup of 2022 in the DFW area on July 2nd and 3rd. So for the first time, last year was very successful. Therefore, the Vietnamese Dallas FC continue to host the second Dallas Independence Cup soccer tournament.
Trân trọng kính mời quý vị ổn định, và để chương trình chào cờ được trang trọng, xin kính mời quý vị vui lòng tắt điện thoại của mình. Xin chân thành cảm ơn. So we have all the soccer teams from 50 different states. It is our honor to be invited to be the MC of the opening ceremony for the second Dallas Asian Independence Cup. One of the largest soccer fields in the DFW area, including 22 full-size soccer fields. Please kindly put your cell phones to silent mode to avoid interruption during the flag ceremony. Thank you. So may I request that all of you stand up to sing to our national anthem, followed by the Republic of South Vietnam national anthem, and remain standing for a moment of silence. First off, our U.S. national anthem. Republic of South Vietnam National Anthem, Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Stand silently for a moment of reflection and respect, and join me for a moment of silence. For civil servants, firefighters, police officers, and military personnel who have dedicated and lost their lives protecting our safety, our freedom, our democracy in the USA. For those who gave their lives for freedom, democracy, and liberty in Vietnam. For those more than 58,000 American soldiers who gave their lives for freedom, democracy, and liberty for Vietnam,
her compatriots who died at sea and in the jungle in searching for freedom, for all soldiers and people in Ukraine who died to protect our country. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Kính mời quý vị an tọa và cảm ơn Ban Thiện Nguyện Asian Independent Cup lần thứ hai. All right, so as we are closing up our second Dallas Asian Independence Cup soccer tournament for 2023, okay? At this time, we would like to recognize our important guests, public officials, and community leaders that present in the second Dallas. We'll make it backward. It's Viet Washington, Washington 18! Won fourth prize in the men open over 19s. Four players. Hey, look, you soccer team. Sun Star FC 30. Yeah. Please come forward when your team is announced. Yeah, I'm gần 30 à. Tôi phải à. Không, cái này. Việt Nam Dallas FC 40. Yeah. Yeah. Four play, huh? Yeah. And Northeast United FC 50. Alright. And we would like to invite Mr. Michael, Mr. Jason Lee, Mr. Tony Long, and Mrs. Ngao. Yeah. Please come up here and give the cup to the four winners. Of four prize in four groups. Please move forward with the trophy so that we can go on to the next levels. Thank you. Oh, ngon đấy. Okay, để mình trả lời lại. Okay. Gì? Ờ, ok, cũng được. Điện chúc chạy đó. Chúc anh về cho bác. Cheers everyone for the winning fourth place. Ông nó đang cho cấp cho giải. Trao giải. Anh tới giờ trao giải cấp. Ừ, trao giải xong rồi. Sorry for the wait for the pictures. Phải không? No, we're not sorry. Y'all earned it. Sao? This is your time to shine. Và trong thời gian chờ đợi các tất cả mọi người đứng chụp hình thì cho phép Hoàng Thủy xin mời các quý vị quan khách lên trao giải cho giải 3. Miss Xuân Trần. Anh Mr. Thanh Jesus. Oh, Jesus. Mở 6. Và Mr. Sunny Đảng. Yeah, hip. Good man, you good man. Tối nay mang vô nhà hàng. All right, next up we have our third place teams. Is the first one win the third prize? With Austin, 18. Vietnam Dallas FC 30. Yeah. Houston Heat 40. And Thunder 50. And please remember, today, cups and medals only. The prize, you have to go to the dinner party tonight. Yeah.
ông thứ 8 mà ông lại làm cấp không? When we are waiting for them to take the pictures, we would like to introduce some guests to get ready to present or giving the cups to the second winners. Vietnamese American community, I'm so sorry. Dạ vâng, đầu tiên xin cho phép Hoàng Thủy cũng như ban tổ chức kính mời bà chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Ngọc Dung Đoái. City of Plano Park Manager Mr. Rick Millen or Miller. Miller. Đại diện truyền thông báo chí ông Thái Hóa Lộc và Mr. Minh Nhí. Ok, cool. All right, next up is going to be the second place team. Cổ thiện thủ nói không đúng. Nói sai rồi. Nó vậy ta cười chết. Dạ vâng, đầu tiên đội thanh niên Cali Open. Can you show your name? Oklahoma City 30. All right. Cảng Dallas FC 40. Yeah. And Lao Express Unit United 50. All right. Dạ vâng, xin mời các chị mình đem cup cho các đội đã thắng giải thứ hai. Đây là huy chương bạc. It's a silver cup and a medal. Và trong thời gian chờ đợi thì ban tổ chức xin kính mời những quý vị, những vị khách tiếp theo và là cũng là những người trưởng ban tổ chức lên trao những giải thưởng là medal và cups cho tất cả các tuyển thủ đạt giải nhất. Và đặc biệt là đạt giải nhất thì xin mời tất cả các tuyển thủ đứng lên trên sân khấu. Mình xếp hàng nha, xin ban tổ chức sắp xếp giùm. Okay, congratulations teams. Dạ vâng, xin chuẩn bị chú Võ Thành Sơn, bà Vivian đại diện Lee Sandwich, Mr. Tuấn Diệp trưởng ban tổ chức và Mr. Sonny Huỳnh cũng là trưởng ban tổ chức của tournament ngày hôm nay. Và bây giờ khi mà ban tổ chức gọi tên thì các tuyển thủ nhớ lên, tuyển thủ lên trước để trao cái medal, cái mình nhận cái medal trước nha các mấy bạn đâu hiểu gì không? Các anh. Okay, now it's going to be the medals first while the other teams are celebrating their second place celebration. I love that. Okay. Up next is going to be for the first place, Quang Trung FC 50. Alright. Và vì đây là những người đạt giải nhất cho nên sẽ được trao những huy chương vàng cho từng tuyển thủ trong đội, thưa quý vị. So each player will get medal. Okay, if you know your team is up next, get ready. Thứ nhất là Quang Trung, Việt F, Body Garland, Grand Prix đứng nhì, đứng nhất,
Sài Gòn FC 30 đến Đức. Dallas FC 40 đến Đức. Yeah, we have to thank the goalie to this team because not many men can pull off.